Âm mưu thừa kế. Những file giam cô gửi tôi đã nghe rồi. Giọng của cô rất giống với Minh Khuê vợ tôi. Cô ấy có một giọng nói rất truyền cảm, đã thu hút tôi ngay từ lần đầu nghe. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giả được giọng của cô ấy. Với lại công việc này cũng là nghề của tôi mà, anh cứ yên tâm. Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn rồi, giờ cô xem có gì thắc mắc thì hỏi tôi nha. Nhưng vì sao anh lại muốn tôi giả giọng của vợ anh để gọi về cho mẹ của cô ấy? Phải chăng giữa Minh Khuê và mẹ cô ấy đang có vấn đề gì khó giải quyết hả? Minh Khuê và mẹ cô ấy chẳng có xung đột gì hết. Họ rất yêu thương nhau. Nhưng bởi vì... bởi vì cô ấy đã ra đi sau tai nạn giao thông chiều hôm ấy, nên cô ấy phải bỏ lại tất cả những dự định, những ước mơ còn đang dang dở của mình. Minh Khuê là một người vợ tốt, người con hiếu thảo. Vậy mà... bà đang ốm, sao không vào trong nằm nghỉ đi mà lại ra đây làm gì thế? Nằm hoài tôi cũng không thấy khỏe hơn, nên tôi ra đây lấy hình con tôi xem. Tự nhiên tôi thấy khỏe hẳn ông ạ. À. Alo, Khuê hả ông? À không, họ nhầm số thôi bà ơi. Dạo này con nó có vẻ bận ông ha, chẳng thấy nó gọi về cho tôi lần nào cả. Mẹ của Khuê rất thương Khuê, nên tôi và bố Khuê không dám nói sự thật cho bà biết. Bà hiện đang ốm, nên tôi nghĩ là do bà quá nhớ con nên mới thế thôi. Anh yên tâm đi, tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Anh cứ chuyển tiền trước vào tài khoản cho tôi, chiều nay tôi sẽ lập tức gọi cho bà ngay. Là cái Khuê bà à? Mẹ ơi, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ. Mẹ nhớ rồi, con cũng vậy nha. Một thời gian sau. Gọi hoài. Bà nghĩ ai cũng rảnh rỗi như bà chắc. Alo, con nghe đây. Mẹ gọi có gì không? Mẹ gọi hỏi thăm con thôi. Con ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Con vẫn ổn. Con đang có việc bận lắm. Khi khác con gọi lại cho mẹ sau nha. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp đỡ. Con đang cần 50 triệu để đầu tư kinh doanh. Mẹ cho con mượn được không ạ? À? Con mình đang cần, mình thì có, nhưng không dùng đến. Để con vay ngoài sẽ phải chịu lãi suất cao mà thôi. Dù sao của cải của mình sau này cũng sẽ để lại cho con mà. Có phải cô lấy 50 triệu của mẹ Khuê để mua chiếc túi này không? Tôi tự kiếm ra tiền để mua mà. Cô đừng ngụy biện nữa, cô đúng là kẻ hám tiền. Tôi lấy thì đã sao, anh có quyền gì mà la mắng tôi hả? Nếu anh muốn bà ấy tức chết vì biết chồng và con rể lừa dối mình, thì cứ tiếp tục thể hiện thái độ đó với tôi đi. Khuê ơi, anh phải làm gì đây? Anh không thể cứ lừa dối mẹ mãi được. Mẹ Khuê thì quan tâm Khuê, chứ mẹ Khuê làm sao quan tâm Mai anh được. Tôi thật sự ganh tị với cô đó Khuê à. Tuần sau là sinh nhật của con, con muốn được tặng gì nè con gái? Ơ, sao mẹ biết? À con nhầm, mẹ vẫn nhớ sao ạ? À? Nhớ chứ, con của mẹ mà. Mẹ sẽ gửi những món ăn mà con thích đặc biệt là mứt mãng cầu nha mẹ. Ờ, mẹ biết làm mứt thơm không mẹ? Mẹ biết chứ, con muốn ăn hay sao? Dạ không, con chỉ hỏi thế thôi. Thật trùng hợp tôi và cô lại có cùng ngày sinh nhật với nhau. Để tôi mở hộp giúp cô nha. Đầu tiên là món mứt mãng cầu mà cô thích nhất, nhưng tôi thì không. Quà thì nhiều, nhưng có món nào dành cho tôi? Cô sướng thật á. Chẳng buồn cho tôi, chẳng ai nhớ sự tồn tại của tôi cả. Ngày sinh nhật của mình được nhận quà, nhưng lại không phải là của mình. Hả? Mứt thơm sao? Bà ấy vẫn nhớ à?
cô có vẻ nhẹ nhàng và quan tâm hơn, khác hẳn với lúc trước đây. Chứ còn sao nữa, mẹ của tôi mà. Mà tiền lương tháng này tôi không lấy đâu. Tôi sẽ trả lại dần số tiền 50 triệu đồng kia cho anh nha. Cô bị làm sao thế? Alo, con nghe bố ạ. Bố nói sao? Bệnh của mẹ đang chuyển nặng. Và mẹ muốn gặp cô ấy ư? Gặp tôi sao? Mẹ mệt lắm rồi, chắc không đủ minh mẫn để nhận ra cô đâu. Thưa mẹ, con mới về. Mẹ thấy trong người sao rồi hả mẹ? Cảm ơn con đã ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua. Mẹ ơi, con là Khuê này. Con không cần phải che giấu nữa đâu. Cô đã biết hết mọi việc rồi. Con xin lỗi cô, nhưng sao mà cô biết được ạ? Con không có lỗi, và mọi người cũng như vậy. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô biết là vì con bé Khuê nó bị dị ứng với thơm mà. Từ bé cô chưa cho con bé ăn lại lần nào, sau một lần phải đi bệnh viện cấp cứu. Mẹ ơi, mẹ cho phép con được gọi tiếng mẹ. Thời gian qua con nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ, con đã hạnh phúc biết bao. Xin mẹ cho con cơ hội được làm con gái của mẹ. Mẹ mau chóng khỏe lại nha mẹ. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ không qua nổi rồi. Thời gian qua mẹ cũng cảm ơn con rất nhiều. Con gái của mẹ, mẹ cũng thương con rất nhiều. Mẹ ơi, chị gái. Hai đứa đi học ngoan nha. Dạ. Mẹ ơi, con không đi học được không? Con thích ở nhà với mẹ cô. Con trai của mẹ ngoan nào, phải đi học chứ. Ở nhà suốt các bạn cười cho đấy. Xôi mẹ vừa nấu sáng nay đó, mang đến trường, lúc nào giải lao con lấy ra cho em ăn nhé. Con biết rồi ạ. Nhớ trông chừng em đấy, nó mới vào học có mấy ngày, chắc vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Thôi, hai chị em đi đi, kẻo muộn con. Dạ. Đi học vui mà, sao em lại xị mặt ra thế? Em chẳng thấy vui gì cả. Hay là ở lớp có đứa nào bắt nạt em? Nếu mà có đứa nào dám bắt nạt em thì cứ gọi chị nha. Có chị đây rồi, mình không phải sợ gì cả. Có nghe không? Chị là siêu nhân đấy. Chị hai lúc nào cũng chọc em cười à. Đi nhanh nào, không muộn học bây giờ. Dạ. Chị hai ơi. Bình à, sao thế? Sao em lại khóc? Thằng Tèo, nó giật vở của em đó. Hả? Nó dám bắt nạt Bình của chị à? Để chị ra coi xem nào. Này, mấy đứa, sao lại bắt nạt thằng Bình thế? Ai đây? Chắc là cố tình của thằng Bình. Cố tình gì mà lại là con gái, rồi còn cầm nhôm như nó nữa chứ. Chị là chị hai của thằng Bình, mấy đứa mau trả vợ lại cho Bình đi, đừng có mà bắt nạt em của chị. Chị hai hả? Chị hai gì mà bé tí thế? Mà vỡ tụi này là mấy bài giấy hot rồi. Mấy đứa, thằng Bình xấu hổ, nhờ con gái bên, đồ núp váy con gái. Hư này, ui da, nhỏ này gan nhỉ, dám đánh tụi này hả? Ai bảo dám bắt nạt em tôi, còn không gọi tôi là chị nữa chứ. Em đừng có sợ, đã có chị hai ở đây rồi. Cho hai đứa nó một trận đi. Phải đó, chúng mình mà lại thua con gái hả? Làm sao bây giờ hả chị hai? Em đừng có sợ, có chị hai đây rồi. Nào tụi bay, xông lên. Á, á, á. Chị hai ơi. Chúng con chào mẹ. Ừ. Hai đứa đi đâu mà nhem nhuốc thế này chứ? An, sao mặt con lại trầy ra thế kia? Dạ, hôm nay tụi con chơi đánh trận giả ngoài bờ ruộng vui lắm mẹ ạ. Con mãi chơi nên ngã xuống đất thôi, chứ không có gì đâu ạ. Con bé này, con gái gì mà nghịch như quỷ sứ hả? Thôi, hai chị em vào thay quần áo rồi còn ăn cơm nữa. Dạ.
chị còn đau không? Cái này nhầm nhò gì so với chị chứ. Đảm bảo lần sau hai thằng đó không dám bắt nạt em nữa đâu. Chúng nó sợ chị rồi. Ui da, thế mà chị hai bảo là không đau. Ờ, thì đau một chút thôi. Khẽ chứ, mẹ nghe thấy bây giờ. Sao tự nhiên em lại khóc thế? Sau này lớn lên, nhất định em sẽ bảo vệ chị. Sẽ không để ai làm chị hai đau đâu. Ngốc à, đã nói là chị không đau mà. Đừng có khóc nữa nha. Kẻ thù không đội trời chung. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra tại khu rừng rậm Andene, nước Đức vào một đêm Giáng sinh trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Mẹ ơi, tối nay chúng ta sẽ có món gà hầm ư? Lúc sơ tán, mẹ chỉ để dành được một con duy nhất để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thôi. Đợi bố về rồi nhà ta cùng ăn nha con. Ôi, tuyết càng ngày càng rơi dày hạt. Chiều nay con nghe các chú trong khu nói trận chiến giữa quân ta và địch, quân ta đang thắng thế đó mẹ. Mẹ chỉ mong yên bình thôi. Cả nhà chúng ta phải lánh vào rừng thế này cũng là để tránh sự oanh tạc của chiến tranh. Giờ mẹ sẽ làm thứ gì đó cho con ăn tạm trước nha. Ai lại đi vào rừng lúc này hả mẹ? Mẹ, mẹ định làm gì? Bà làm ơn cho chúng tôi xin trú nhờ. Trời ơi, họ đâu phải lính của nước mình, làm sao có thể cho trú nhờ được. Các anh à, hãy đi đi, đây không phải là nơi để các anh xin trú chân đâu. Hình như chỉ có một anh lính biết tiếng Đức thôi. Thưa bà, chúng tôi chỉ là những người lính bị lạc đường, rất đói và rét. Chúng tôi không làm hại bà đâu, xin bà đừng lo lắng. Hãy cho chúng tôi trú nhờ qua đêm nay đi. Các anh có biết mình đang đứng trên đất của kẻ thù các anh hay không? Và tôi cũng là người dân của kẻ thù của các anh đấy. Nếu tôi cho các anh ở nhờ thì chính là gia đình chúng tôi sẽ rất nguy hiểm rồi. Trời ơi, cậu ta bị làm sao vậy? Anh ấy đang bị thương rất nặng, có thể bị mất mạng. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ lúc này. Làm ơn thưa bà, không còn cách nào khác, chúng tôi đành liều gõ cửa đêm khuya thế này. Vậy các anh mau nhanh đưa anh ấy vào nhà đi. Cảm ơn bà rất nhiều. Tên tôi là Ren, đây là Robin, nhưng cậu ấy không biết tiếng của đất nước bà, còn kia là Harley. Ờ, chắc các anh đói và rét lắm có phải không? Chúng tôi đã đi lạc trong rừng rậm 3 ngày nay, vừa đói vừa rét. Thật đáng sợ, may đi về hướng có ngôi nhà của bà. Con mau đem món gà hầm lại đây và lấy thêm 6 củ khoai tây nữa nha con. Nhưng đó là bữa ăn duy nhất còn lại, để đợi bố về mà mẹ. Họ cần ăn lúc này hơn con trai à, mau. Giúp mẹ nấu cho họ ăn trước cái đã. Ngon quá mẹ ơi. Nhưng bố về sẽ không còn món gà nữa. Ừ, bố sẽ thông cảm cho việc này thôi mà con. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Lại có ai ghé thăm chúng ta nữa vậy? Ai đó? Ờ, chúng tôi là binh lính bị lạc đường. Trời ơi, là quân lính của chúng tôi đó. Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ để không liên lụy đến bà. Nếu như đi lúc này cũng không được đâu, vì không có con đường nào khác. Các anh cứ ngồi ở trong này đi vậy. Phải thật bình tĩnh. Dạ, chào các anh. Chúng tôi không tìm thấy doanh trại của mình. Tuyết đang rơi rất dày, nên có thể nghỉ ngơi ở đây được không thưa bà? Có vẻ đêm này là một đêm đặc biệt thì phải. Dạ được thôi. Nhưng mà hãy khoan, các anh không chỉ có thể nghỉ ngơi trong căn nhà tồi tàn của tôi, mà còn có thể được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi nữa đấy. Thế thì còn gì bằng. Thật tuyệt. Tuy nhiên trong nhà của tôi hiện còn có 3 vị khách nữa. Các anh có lẽ sẽ không coi họ là bạn bè đâu. Xin lỗi, là như thế nào thưa bà? Chúng tôi chưa hiểu. Các anh thấy rồi đó, đêm nay chính là đêm Giáng sinh.
Sẽ tuyệt vời nếu như chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh ở đây và không được phép nổ súng trong nhà của tôi. Ừ, không lẽ trong nhà của bà có những vị khách là quân lính của kẻ địch chúng ta? Bà chứa chấp quân địch của chúng ta sao? Các chàng trai à, tôi chỉ là một bà mẹ thôi. Tôi không quan tâm những vị khách đến nhà của tôi là ai, người của quân ta hay là quân địch. Họ chỉ là những vị khách bất đắc dĩ và rất cần sự giúp đỡ, và họ đều có thể làm con của tôi được. Giờ tôi lại vui mừng được đón thêm những người khách không mời mà đến là các anh đây. Vậy tại sao tối hôm nay chúng ta không đón đêm Giáng sinh vui vẻ cùng với nhau? Hãy để chúng ta quên chuyện chiến tranh này đi nha. Những gì cần nói tôi đã nói đủ rồi. Giờ thì mời các anh vào nhà. Xin hãy nghĩ và thương xót cho bà mẹ này. Chỉ đêm nay thôi, xin đừng nổ súng trong ngôi nhà của tôi, có được không? Hãy vứt súng vào đống củi ở góc nhà kia nha các chàng trai. Chúng ta cần ăn tối trước cái đã. Bà ấy nói đúng, đây là nơi chúng ta ghé nghỉ chân, không phải chiến trường. Chúng ta nên bỏ súng xuống và không được phép nổ súng ở đây. Cảm ơn các chàng trai của tôi. Chà chà, thật tiếc là nhà ta chỉ còn đúng một con gà, không đủ để chia cho mọi người rồi. Ta cần phải lấy thêm khoai tây và yến mạch nữa. Billy à, đi cùng mẹ lấy thêm đồ ăn cho các anh của con nào. Ừ, anh định làm gì? Còn làm gì nữa? Tôi là lính quân y, để tôi xem lại vết thương cho anh kia. Nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng và hoại tử đó. Kẻ thù không đợi trời chung, dường như đã trở thành người nhà của nhau rồi. Nào các con, chúng ta dùng bữa tối thôi nào. Chúc mừng Giáng sinh. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là bà. Chúng tôi đã có một đêm Giáng sinh tuyệt vời và đáng nhớ. Billy, em có một người mẹ thật tuyệt vời. Tạm biệt các chàng trai, hãy đi đường cẩn thận nha. Khoan đã, các anh nên đi theo chỉ dẫn trong này. Đó là con đường nhanh nhất để các anh đến được phòng tuyến của mình. Cảm ơn các anh, chúng tôi không biết bày tỏ niềm biết ơn của mình như thế nào nữa. Các con à, mong một ngày nào đó các con đều có thể trở về được với gia đình của mình. Xin Thượng Đế bảo vệ cho các con. Câu chuyện như một khúc nhạc nhỏ êm dịu xua đi mọi sự tàn khốc của chiến tranh. Điều đó khiến chúng ta tự hỏi, trên đời này liệu cái gì thật sự là quan trọng, là lẽ sống mà con người nên theo đuổi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.